Trung tâm điện tử Ảnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì theo lời đề nghị của một số anh em là muốn trải nghiệm về cái đôi loa 722 mà em đang bán với giá cực kỳ tốt, thì các bác muốn xem cái nội thất của nó, để ngày hôm nay thì anh Phương sẽ rảnh thời gian thì tháo ra cho các bác cùng xem. Thùng vỏ thì nói chung là về loa nhà em thì thùng vỏ các bác miễn chê luôn các bác. Đồ tuyển nó khác với những cái đồ hàng lô, cho nên là tất cả mọi thứ nó đều vuông vắn đẹp, gần như mới, không có vết chảy xước. Đấy. Series RX700. Đôi này thì được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. RX722. Cái đấy để đi cái chứ. Loa đẹp thế này cơ mà các bác. Thùng vỏ này các bác nhìn quanh thùng vỏ này em nhé, đẹp mướt mượt. Đây là trong tháo một cái bát này ra, kéo được rồi. Bây giờ em tháo chi tiết nội thất, nhiều bác cứ phải xem nội thất chi tiết. Thì đây là hai cái bát của nó đây, bát của nó thì ba khoang rất là đẹp như mới luôn. Tất cả hàng nhà em đều bao zin, bao chuẩn 100% cho các bác luôn, miễn chê. Tất cả hàng đều đẹp như mới, không có một vết ố nào các bác. Màng trong veo ba quang luôn, từ cái gân này, ba gân sóng này rất đẹp. Thùng vỏ vệ sinh sạch sẽ, chép thì tất cả mọi thứ nó đều chuẩn chỉ như kiểu chúng ta vừa bóc thùng đấy. Đây em tháo rồi các bác xem này. Đây này em dán tem bảo hành rồi, nhưng mà nhiều bác là muốn xem chi tiết thì em tháo luôn chi tiết cho các bác xem. Đây chép của nó nét nẹt như mới luôn các bạn. Ok chưa? Củ từ bát sáng choang, củ từ chép sáng choang. Tháo cả cái bát dưới ra. Đây các bác nhá. Này, bông tiêu âm gần như là không có vết nào các bác này. Ok chưa? Củ bát đây. 2262 HPL. Made in USA. Củ bát này thì quá đỉnh luôn, củ bát neo côn 76, côn 2 tầng. Còn cái chép của nó là côn 100. Chép của nó là côn 100. Đấy các bác nhìn nó mới thế này. Đố các bác tìm ra một cái điểm nào trừ ở trên sản phẩm này. Thực ra là em không định tháo đâu, bởi vì hàng nhà em đã dán tem, tức là nó chuẩn chỉ 100% luôn các bác. Chứ còn không có cái chuyện mà lẫn lộn được. Phân tần này, trắng bốc như mới, thùng vỏ đẹp nét nẹt, dây giác của Mỹ nó chuẩn chỉ luôn. Đây là cái bát thứ hai này. Đấy, bát thứ hai này. Còn ánh kim luôn các bạn, ánh kim tuyến luôn. Ok, Made in USA nha. Hai cái bát đẹp cáu cạnh. Với mức đầu tư của nó thì cực kỳ hợp lý. Em sẽ bán rẻ hơn thị trường khoảng độ từ 15 đến 17 triệu. Đấy. Bác nào đầu tư thì alo cho em. Đôi này nếu em nhớ không nhầm, trước đây có một ông bạn, ông ấy mua nó rơi vào tầm 72 triệu một cặp 722 này. 72 triệu. Bây giờ nhà em bán với giá chưa đến 60 triệu một đôi này. Chưa đến 60 triệu. Bác nào đầu tư đôi 722 này alo cho em nhé. Nhà em còn một đôi nữa, hôm trước có hai đôi thì có một bác nhận một đôi rồi. Cho nên là bác nào có đầu tư thì alo cho em nhé. Đây này em quay chi tiết cho các bác xem rồi này. Ok chưa? Số máy của em là 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.